Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server trung. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Phong Seven. Và hôm nay đội hình tâm ma chúng ta sẽ có cái bàn sung tiêu và nhân vật chính của mình đó chính là tàn kiếm trảm nhạc. Và chúng ta đã bật tí điệp lên rồi, tuyệt vời, đã có giao tranh xảy ra ở những giây phút đầu tiên. Và khu vực số 19 vừa có giao tranh luôn anh em ạ. Họ vẫn còn dương môn với Thiên Nhẫn. Dương môn tiếp tục lên 7 điểm số, vẫn còn Thiên Nhẫn. Wow, Thiên Nhẫn đã kinh công, ôi không chạy luôn ạ. Và Thiên Nhẫn cũng đã ra đi. Khả năng là team này bị một team từ khu vực số 20 họ dồn sang anh em ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển trở lại khu vực số 18 để phạm lĩnh và hồi phục kỹ năng nha. Cái trận tâm ma này thì anh em Phong Seven chia sẻ cho mình thì theo mình đoán anh em đã xử lý hậu kỳ rồi. Chúng ta đã xử lý clip rồi, do đó mình thấy cái chất lượng hình ảnh nó đã bị nhòe đi khá là nhiều rồi anh em ơi. Wow, khu vực số 20 tiếp tục úp sang chúng ta. Lần này tàn kiếm vào sung tiêu trắng máu vẫn tiếp tục ở lại hỗ trợ tàn kiếm nè, tuyệt vời. Quá đã anh em ạ. Đồng đội phải nói là có tâm cực kỳ. Mình quay trở lại vấn đề video này bị xử lý rồi nha anh em ơi. Do đó cái hình ảnh anh em xem là FPS nó bị tuột và nó bị nhòe rất là nhiều. Thật ra thì nếu anh em mà sử dụng iOS anh em ghi hình á, thì nó sẽ cho chất lượng khá là ổn. Nhưng mà anh em xử lý hậu kỳ mà chúng ta không xuất đúng chuẩn á, thì nó sẽ bị mờ rất là nhiều nha anh em ơi. Với lại nhân cái video này thì mình cũng xin thông báo vấn đề này, mong một số anh em thông cảm giúp mình. Đó là những cái video nào mà anh em đã chia sẻ lên YouTube rồi á, anh em đã up lên YouTube ở chế độ công khai rồi thì mình không có nhận, sau này mình không có nhận cũng không có up lên kênh của mình được nha anh em. Tại vì nó sẽ bị các vấn đề hạn chế về bản quyền rất là nhiều anh em ạ. Có nghĩa anh em đã up trước đó rồi thì mình không up được nữa nha anh em ơi. Do đó mong một số anh em nào mà thường xuyên chia sẻ cho mình, anh em cũng muốn lưu một cái video lên kênh, một cái tài khoản YouTube của anh em để lưu lại làm kỷ niệm thôi. Nhưng mà những video đó thì sau này mình không có up được nha anh em. Tại vì những cái chính sách của bên YouTube càng ngày nó càng khó anh em ạ. Rồi thôi, chúng ta sẽ quay trở lại cái trận tâm ma này. Sung tiêu có quần và chúng ta di chuyển sang khu vực số 17. Có cùng lông thức tỉnh, võ đan và một tiêu dao nữa kìa anh em ơi. Wow, một tình hình rất là mạnh luôn. Như vậy là võ đan với tiêu dao đã chạy rồi, cung lôn vẫn tiếp tục ở lại đó, rồi cung lôn lên bảng điểm số luôn. Thêm một cung lôn khác đến từ khu vực khác nữa anh em ạ. Wow, rồi cung lôn đã di chuyển về khu vực số 5, chúng ta tiếp tục đuổi theo, lướt vào và cung lôn đã ra đi. Như vậy là trong tình huống vừa rồi chúng ta cũng đã mất đi một thành viên, đó chính là Cải Bang. Anh em thấy không, tâm ma nó là có một cái đặc thù như vậy anh em. Những môn phái mạnh còn máu nhiều chưa chắc gì đã sinh tồn tốt hơn với những môn phái mà máu yếu mà họ lại chạy trước anh em ạ. Tại vì đa số anh em thấy mình còn máu cái mình ở lại hỗ trợ đồng đội, nhưng khi đó chúng ta hết được những kỹ năng quan trọng rồi thì anh em sẽ bị khống chế và ra đi. Chúng ta tiếp tục có điểm hạ gục với tiêu dao, nhưng võ đan đã kết thúc sung tiêu trong team của chúng ta. Rồi thôi, bây giờ thì có lẽ là tàn kiếm mình phải tự lực cánh sinh cho cái trận tâm ma này. Khi số lượng đội vẫn còn đến 11 đội, chúng ta đã làm giảm đi tới 19 đội trong bản đồ tâm ma. Bởi vậy sau này tâm ma anh em đánh thì mình đừng có gọi là kiểu như sao ta, phải dùng từ gì anh em, giống như là mình hỗ trợ đồng đội anh em ạ. Hỗ trợ đồng đội nhiệt tình đó. Đôi lúc thì mình cũng phải giữ mạng cho bản thân của mình, tại vì có những tình huống mình đã mất kỹ năng. Mặc dù anh em có thể là còn đầy cây máu, nhưng nếu chúng ta không còn những kỹ năng quan trọng để khống chế đối thủ, ngược lại chúng ta sẽ bị khống chế trở lại, thì dù anh em có đầy cây máu cỡ nào chúng ta cũng sẽ ra đi ha. Thì đây là một cái kinh nghiệm mình đã bị rất nhiều lần, và có lẽ hy vọng sau này mình sẽ rút được cái kinh nghiệm này để mang đến cho anh em nhiều trận tâm ma hấp dẫn hơn. Rồi, thời gian của vòng số 1 chúng ta đang còn 1 phút 45 giây. Tàn kiếm chúng ta đã full được 4 quyển bí kíp, có cả ngựa phục ma thạch là quá tuyệt vời ha. Bây giờ tàn kiếm đã bắt đầu di chuyển vào các khu vực bên trong. Vẫn còn 10 đội. Đây, một cung lôn, một thiên nhẫn. Wow, bật tâm kiếm, bật phong tháo vân cảnh luôn. Cung lôn gì? Cung lôn gì đây? Không biết luôn. Thiên nhẫn chụp rồi. Ủa sao mà đứng gần vậy? Thiên nhẫn cầm tay nha anh em. Ôi hôi. Trời ơi. Thiên nhẫn chưa thức tỉnh mà đứng sát bên tàn kiếm chụp các kiểu con đà điểu. Liều ha. Thiên nhẫn đã ra đi. Đó là một cái gọi là gì anh em?
chơi ngu lấy tiếng. Hy vọng là sau pha combat vừa rồi thì Thiên Nhẫn sẽ rút được một bài học, một cái kinh nghiệm xương máu cho bản thân của mình, để lần sau Thiên Nhẫn có thể đứng từ xa chụp chiêu cuối của quăng chiêu 2 nha, nhớ nha. Chúng ta vừa phát hiện một cung lôn thức tỉnh di chuyển về khu vực số 18. Như vậy là trong bản đồ này có rất nhiều những môn phái mạnh và những ặc cầm tay. Đó là cung lôn gì? Wow, tàng kiếm đã bật tâm kiếm và sau đó chúng ta rút lui. Như vậy khả năng là vòng số 1 chúng ta sẽ kết thúc tại đây và số lượng đội thì vẫn còn đang giữ đến 9 đội anh em ơi. Tàng kiếm vẫn đang tranh thủ những giây phút cuối cùng để farm và kiếm thêm một lượng tài nguyên chuẩn bị sang vòng số 2. Rồi, bây giờ thì vòng số 1 kết thúc và chúng ta bước sang cái vòng số 2. Có vẻ như là cung lôn khá nhiều rồi anh em ơi. Vòng số 2 bắt đầu với số lượng đội đó chính là 8 đội. Rồi, tranh thủ mua đồ lẻ nào. Một tăng cấp bí kíp, một phục ma thạch luôn. Anh em đã lên quyển tâm kiếm đầu tiên. Tâm kiếm thì bí kíp trung sẽ hỗ trợ cho anh em hồi được khoảng 2k mấy máu khi chúng ta bật cái chiêu này. Tàng kiếm đang chờ đợi tài nguyên xuất hiện. Một viên hồi phục máu. Rồi chạy đâu? Về khu vực số 1. Đó là cây rương. Mở rương về thân nhân lấy phục ma thạch luôn, quýnh cho nó mạnh anh em. Cũng thôi lấy. Ôi có con gì? Côn luôn. Ai ai. Ôi nó không thấy mình anh em ơi. Giống như kiểu tàng kiếm vừa mới bật huyết nguyệt chi ảnh lên đó anh em ạ. À. Chúng ta lại tiếp tục mở rương, đã có một team lên bảng điểm số rồi. Trong bản đồ này mình thấy hình như là có cả Thiên Nhẫn với Côn Lôn, những môn phái hoàn toàn có khả năng áp chế được tàng kiếm. Chúng ta có bạo kích tuyệt vời. Bật phong tháp phân cảnh lên và di chuyển về thương nhân. Rồi loạn luôn, mất một lượng máu khá khá, hơn 10.000 máu anh em à. Như vậy tàng kiếm đã quyết định sử dụng phục ma thạch. Anh em có thể bán. Ui con cung lôn kìa. Wow, hộ báo cực kỳ, lao vào cung lôn và cung lôn buộc lòng phải rút lui. Gió 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 lóc. Wow, không sốc đam ha. Đây đây đây, lượm luôn, chơi luôn, chơi luôn. Bung 7x rồi anh em ơi và cả hai bên đều lưỡng bại câu thương. Tiêu dao kéo được thằng kiếm. Thất thảm luôn rồi, nguy hiểm cực kỳ. Rất may là thằng kiếm chúng ta đã kịp thời bật tâm kiếm để tạo cái thuẫn anh em ạ. À. Bây giờ tàng kiếm đang bị yếu máu rất nhiều, chúng ta chỉ còn khoảng 2.000 máu. Khu vực này có team 3, đó là tiêu dao, hình như là hai tiêu dao, một thiên tâm thì phải. Như vậy là trong bản đồ này sẽ có một cung lôn thức tỉnh đi lẻ, một tiêu dao đi lẻ và một cái team 3. Vẫn còn một môn phái, một team còn lại chúng ta chưa biết được đó là những môn phái gì. Wow, trường ca nữa kìa anh em ơi. Trận tầm 3 này chúng ta đang còn 4 đội còn lại, đó là những team cầm tay. Và tàng kiếm chúng ta cần phải hồi máu cách nhanh chóng. 7 từ bông rồi, chúng ta đã hồi máu tuyệt vời. Như vậy là trường ca với tiêu dao vừa xuất hiện tại khu vực số 4, hình như là trường ca tiêu dao thiên tâm. Đúng rồi anh em ạ. À. Đó là một team 3 khá là khó chịu với thiên tâm đóng băng và trường ca hỗ trợ giáp nữa. Ê, còn con gì kia, con gì, con chiến gì? Thiên vương à. Ủa thiên vương đâu ra vậy, có một mình vậy? Rồi rồi rồi, Thiên Vương sẽ làm gì? Wow, Thiên Vương lên ngựa chạy anh em ơi, một pha xử lý rất là tinh tế Thiên Vương nha, bởi vì Thiên Vương biết chắc chắn mình đang ở khu kẹt, nếu không chạy thì tàng kiếm sẽ quay trở lại. Xử lý quá tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục mở ảo tượng bởi vì ảo tượng đã xuất hiện rồi anh em ơi. Và không biết là sau khi ảo tượng xuất hiện thì team nào sẽ lên bạch. Ui hai tiêu giáo. Wow. Đây nè, như vậy không phải tiêu dao lẻ đâu anh em ơi, hai tiêu dao này là chung chung team với thiên tâm với một team tiêu dao trường ca nữa, chúng ta đã xử lý được một tiêu dao rồi. Rồi nè, vẫn còn ngoan cố ở lại mở tượng nè anh em, tàng kiếm chúng ta đã hồi tâm kiếm quyết định. Lao vô, cấu né thành công, thiên tâm hồi đâu hỗ trợ, thiên tâm đã qua và di chuyển, chúng ta đã chạy về khu vực số 1. Thiên tâm chậm quá chậm đi nha, để đồng đội bị quýnh méo cái mỏ luôn. Tiếp tục đội bạn không chạy thì chúng ta quay trở lại tiếp. Lần này thì đã full chiêu rồi anh em ơi. Đây nè, rồi rồi rồi. Kéo lóc gì nữa, lo mà lướt chạy đi rồi xong luôn.
Thôi chia tay nha. Quánh đấm kiểu đó thôi chết luôn rồi. Tàn kiếm của mình đã lên 7x mà hồi máu như vậy là bạn vẫn còn thiên tâm. Thiên tâm thì có khả năng gây khó chịu rất là nhiều, nhưng mà nếu tàn kiếm chúng ta dùng đam chuẩn xác thì thiên tâm bị sốc đam rất là mạnh nha anh em ơi. Như vậy sau khi kết thúc được hai tiêu dao thì số lượng đội vẫn còn 5 đội. Như vậy là trong bản đồ chúng ta sẽ còn thiên vương, thiên tâm, đó là hai đội rồi. Một team côn lôn, một team trường ca tiêu dao nữa nha anh em. Đó. Tài nguyên mới lại tiếp tục xuất hiện. Đó là thiên vương. Ồ, đến thiên vương nó cắn cục máu. Ta nói lượn vô cục máu 80 vòng luôn, không nhặt được. Thiên vương lượn vô một cái nó nhặt anh em ạ. Lên ngựa và chúng ta đuổi theo, đuổi theo. Thiên vương đã mất dấu. Tiếc quá anh em ơi. Trong tâm ma mình sợ nhất tình huống mình làm xong người ta ăn anh em ạ. Kiểu như quýnh môn phái kia yếu máu xong nó chạy xong gặp team khác lụm nó. Đó, phí cực kỳ. Bây giờ thì tàn kiếm chúng ta đang mở rương tại khu vực số 8. Và thời gian của vòng số 2 chỉ còn khoảng 40 giây nữa là kết thúc và chúng ta đã full được bí kíp chung. Chờ đợi tài nguyên xuất hiện. Ở khu 7 ảo tưởng nha. Xuống dưới coi có kèo không anh em ơi. Bật phong thấp vân cảnh và có kèo. Đúng là có kèo, có trường ca, có tiêu dao nữa nè. Thiên vương lên 7 điểm số rồi. Ai dính trong này, dính chùm rồi 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 má trường ca ta nhảy ra đi không chịu. Đứng đó ăn phong tháp vân cảnh giật 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 hết tạo chón. Phải nói là pha lụm tim trường ca tiêu dao quá ngọt. Và theo suy đoán của mình thì trong bản đồ này sẽ còn thiên tâm với cùng luôn. Như vậy là thời gian của vòng số 2 đã kết thúc và chúng ta đang bước sang vòng số 3. Bây giờ thì thằng kiếm chúng ta đang có quần thể kim cang. Chúng ta giữ lại viên hồi phục máu. Đấy rồi, đó là gì? Ui, tàn kiếm mà anh em. Không phải cung lô mà là tàn kiếm. Tàn kiếm lên 7x. Rất may chúng ta đang có tâm kiếm trong tình huống vừa rồi. Và với cái tâm kiếm đã ngăn được sát thương của 7x tàn kiếm bên kia. Một cái bạo kích tại khu 2 anh em ạ. À. Ui, thiên tâm đi nè. Và bây giờ thì anh em hãy xem tàn kiếm chúng ta xử lý thiên tâm như thế nào đây. Thiên tâm đã lên chiêu cuối. Rồi gặp mình thiên tâm là mình cao chạy xa bay. Đó, đuổi, đuổi, hổ báo. Quân hàm ỷ thiên đủ chí tôn, trong khi tàn kiếm của mình thì quá là trâu anh em ạ. Thiên tâm muốn kết thúc được tàn kiếm phải thực hiện chiến thuật cấu rễ một cách liên tục không cho tàn kiếm có cơ hội hồi máu. Rồi mình xác định là thiên tâm sẽ ra đi. Wow, sốc đam tuyệt vời. Phải nói là tàn kiếm chúng ta đánh rất hộ bảo cực kỳ chuẩn nha anh em. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc rồi và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.